sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Loạt xe sang sắp khuấy động thị trường Việt Nam có cả xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Không chỉ là các dòng xe phổ thông, các thương hiệu xe sang cũng lên kế hoạch đưa nhiều dòng xe mới về thị trường Việt Nam, trong đó có cả một mẫu xe của thương hiệu VinFast. Mercedes-Benz GLB. Mẫu SUV cỡ nhỏ Mercedes-Benz GLB dự kiến sẽ ra mắt tại Việt Nam vào nửa đầu năm 2020. Các đại lý cũng liên tục đưa thông tin về mẫu xe mới. GLB là mẫu SUV đầu tiên xuất hiện trong danh mục sản phẩm của thương hiệu ngôi sao ba cánh tại thị trường Việt Nam. Mercedes-Benz GLB có kích thước nhỏ nhắn, ghế ngồi được bố trí dạng 5+2. Mẫu xe sở hữu khá bắt mắt, thiết kế với nhiều chi tiết như mẫu xe địa hình G-Class mới. GLB sẽ bán tại Việt Nam có thể là GLB 200 với động cơ dung tích 1,33 lít, công suất 163 mã lực và mô men xoắn 250 Nm, giá bán dự kiến từ 1,9 đến 2 tỷ đồng. Mercedes-Benz GLC 2020. Mercedes-Benz GLC 2020 đang rục rịch ra mắt tại thị trường Việt Nam. Phiên bản facelift nâng cấp giữa vòng đời có thể sẽ có mặt tại đại lý vào cuối tháng 2020. GLC 2020 dự kiến sẽ có một số thay đổi chi tiết trong thiết kế ngoại thất như cản trước hoặc cản sau, lưới tản nhiệt, hệ thống chiếu sáng và bổ sung thêm các tính năng mới. Mercedes-Benz GLC vẫn sẽ được lắp ráp tại Việt Nam với mức giá bán dự kiến khoảng 1,8 tỷ đồng. BMW X6 2020. BMW X6 2020 có thể sẽ được đưa về thị trường Việt Nam trong nửa cuối năm 2020. Mẫu xe này sẽ vẫn giữ kiểu dáng của một chiếc SUV coupe với thiết kế gây ấn tượng, với phần mùi vát xuống kiểu cụm, lưới tản nhiệt hình quả thuận đặc trưng được thiết kế to hơn, cụm đèn LED góc cạnh hơn. Ở phía sau, cụm đèn chiếu hậu LED cũng được thiết kế thanh mảnh hơn. Hiện chưa rõ phiên bản nào sẽ về Việt Nam, nhưng nhiều dự đoán sẽ là X6 S-Driver 40i. Phiên bản tiêu chuẩn này sở hữu động cơ 6 xi lanh 3,0 lít, sản sinh công suất 335 mã lực và mô men xoắn 447 Nm. Sức mạnh được chuyển đến các bánh xe qua hệ dẫn động RWD và hộp số tự động 8 cấp. Dự kiến BMW X6 2020 có giá bán là 4,6 tỷ đồng. BMW Z4 mui trần. BMW Z4 đã có mặt tại một số thị trường trong khu vực và dự kiến sẽ sớm được đưa về thị trường Việt Nam trong 2020. Chiếc xe mui trần sang chảnh này sở hữu thiết kế phần đầu xe rất bắt mắt, các chi tiết như cản trước, sau, chữ lưới tản nhiệt, hộp gió lớn và hệ thống đèn đều được làm mới cho cảm giác trẻ trung và khỏe khoắn hơn. Nội thất bố trí hai chỗ ngồi với thiết kế tương đồng với các mẫu xe anh em. Phiên bản BMW X4 được đưa về Việt Nam có thể sẽ là S-Driver 20i hoặc S-Driver 30i. Cả hai phiên bản này đều được trang bị động cơ i4 dung tích 2,0 lít với công suất lần lượt là 189 mã lực, mô men xoắn 320 Nm, 255 mã lực, mô men xoắn 400 Nm, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,4 giây. Đi kèm đó là hộp số tự động 8 cấp. Mercedes-Benz C180. Mercedes-Benz hiện là hãng xe sang có nhiều dòng xe nhất tại thị trường Việt Nam và trong 2020 thì hãng này cũng sẽ có dự kiến đưa về nhiều mẫu xe nhằm giữ vững vị thế của mình. Một vài thông tin cho rằng Mercedes-Benz Việt Nam sẽ đưa C180 về Việt Nam ngay trong 2020. Nếu như về Việt Nam, GLC 180 sẽ làm nóng phân khúc sedan hạng sang với mức giá được kỳ vọng là sẽ rẻ. Các thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, các trang bị trên phiên bản tại Việt Nam hiện vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, tại thị trường nước ngoài, Mercedes-Benz C180 sử dụng loại động cơ dung tích 1,6 lít tăng áp với công suất 156 mã lực. VinFast Lux V8 hiệu suất cao. Không phải là một thương hiệu xe sang nhưng các dòng xe VinFast Lux được cho là đang tiệm cận đến các dòng xe sang tại Việt Nam. Mẫu SUV hiệu suất cao Lux V8 sẽ được ra mắt trong 2020, được kỳ vọng sẽ mang đến một mẫu xe có đủ tố chất của xe sang. VinFast Lux V8 trong 2020, mẫu xe lần đầu xuất hiện tại triển lãm ô tô Geneva Motor Show 2019 Thụy Sĩ và được hãng đưa về Việt Nam vào tháng 5 2019. Đây là phiên bản đặc biệt của chiếc SUV Lux và sẽ được sản xuất với số lượng hạn chế. VinFast Lux V8 sở hữu bộ lốp thể thao cỡ lớn 22 inch, lưới tản nhiệt dạng mắt cá bằng chất liệu nhôm cao cấp, các đường nẹp ở hai bên thân xe, trên nóc và ở mặt trước được sơn phủ lớp carbon cao cấp.
Phiên bản Lux V8 được trang bị khối động cơ V8 mạnh mẽ với 8 xi lanh xếp hình chữ V, công suất tối đa lên tới 455 mã lực, mô men xoắn cực đại 624 Nm. VinFast Lux V8 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 300 km/h. Hoàng Nam theo ICT News, autopro.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.